Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để cài đặt Wi-Fi và Bluetooth lên một chiếc máy bàn, gắn thêm cái cạc Wi-Fi Bluetooth và giá thành cực kỳ là rẻ để cho cái máy PC bàn của chúng ta có thể kết nối được Wi-Fi mà không cần sử dụng đến dây nhá. Rồi, đây là một cái máy bàn của mình này. Mình đã kết nối Wi-Fi như các bạn thấy này. Được Wi-Fi này và đặc biệt là dual band luôn, tức là hai kênh mình có thể bắt được tần số 5G và tần số 2G. Đó, đây các bạn thấy nha, đây là tần số 2G này và mình đang kết nối tần số 5G này. Đó, sóng cực kỳ là khỏe luôn. Đây mình đi vô mạng cho các bạn thấy. Sóng rất là khỏe. Đặc biệt nó khỏe hơn cái laptop rất nhiều, tại cái sóng Wi-Fi này nó sử dụng cái râu rời, cái râu nó hay râu nó khỏe không các bạn. Đây là phía sau này, đây phía sau nhé. Đây là hai râu này. Đây là mình chỉ có gắn một cái râu là nó đã khỏe thế này rồi. Đấy, cái râu thì các bạn gắn vào đây, ở đây có hai cái râu này. Đấy, mình chỉ cần gắn một râu thôi, sóng nó đã mạnh dữ lắm rồi, bắt rất là khỏe luôn. Đấy, giá thành cũng rất là rẻ cho các bạn nâng cấp mà không muốn sử dụng dây. Thì đây mình cắm cả ray này, tại vì ở đây nó gần cái mạng này, mình cắm ray luôn chứ mình kết nối wifi không à, tại cái thói quen. Hai cái râu nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Cái này mua thì chỉ có tầm khoảng 300.000 thôi, hình như hai trăm mấy thôi, trên Shopee nó bán chỉ 200 mấy. Các bạn thấy rất là khỏe nha. Đấy, kết nối rất là khỏe luôn. Kết nối rất là khỏe Wi-Fi. Sóng cực kỳ căng luôn. Đây, sóng rất là nhiều sóng này, bắt hầu như là full 5 cục. Cái nó xa quá thì nó mới khoảng 1-2 cục thôi, còn mình hầu như là full hết, khỏe lắm. Thì để nâng cấp thì các bạn chỉ cần mua một cái adapter với cái bộ chuyển. Đây mình tháo cho các bạn đây nhá. Mình tháo cái nắp PC ra này. Quá là giờ luôn. Đây mình sẽ gắn vào cái dưới cùng này nha các bạn. Đây, các bạn thấy là mình sẽ gắn vào cái cổng dưới cùng. Cuối cùng có cái PCL cộng PCL trên cái men ạ. PCL để mình tháo ra cho các bạn thấy nhé. Chân của mình. Đấy, sau đó đây các bạn mua bộ adapter gắn vô và sau đó nó sẽ mua cái cạc wifi để gắn trên nhá, để chuyển đổi. Và để mình đây là gắn rời nha các bạn. Cái này là từ phải mua để gắn rời chứ nó không có. PC chỉ có kết nối bằng cái trang đó là mình cho các bạn thấy được cái trang mình mua này, mình mua cái cạc đấy này, thì các bạn có thể trên trang Shopee ạ, tại vì mình cũng làm biến thái quá. Đó, Shopee này, mình vào trang Shopee cho các bạn nhé, chúng mình xem họ đăng nhập rồi. Các bạn chờ mình xíu này, mình sẽ xem nào. Adapter, các bạn mua cái adapter này PCL Wi-Fi cho PC. Đây các bạn sẽ đây, nó là cái bộ này nè các bạn.
đây nha. Đây các bạn nhìn thấy này, đây là cái trong cái máy tính mình là cái bộ này này. Đấy, ok các bạn mua cái bộ adapter này về này. Đây là cái chân chân này là chân PCLE nhá. PCLE là cái chuẩn E các bạn nhá, các bạn cần phải để ý này, PCLE này mới được nhá, mới gắn được nhá. Chứ PCL0 này sẽ không gắn vừa đâu. Mình phải để ý. Đấy, giống hết cái mình luôn. Đấy. Đây là cái con wifi ở phía trên này. Đây là gắn cái cạc wifi phía trên, đây là con wifi này. Đó, còn đây nguồn thì nguồn hầu như là có thể không cần cung cấp, tại vì cái nguồn này nó cũng rất là nhỏ. Còn đây là cái thần anten này. Đấy, thì sau khi các bạn mua về thì gắn vào trong phía máy bàn của các bạn, sau đó thì mình sẽ cài driver, thì nhiều máy thì nó sẽ không có nhận được driver, còn máy nào nhận được thì thôi thì các bạn sẽ cài driver cho nó để nó nhận tốt hơn, để nó nhận được cái wifi với bluetooth dual band luôn, cực kỳ là khỏe. Thì driver thì nếu như tự động nhận thì thôi, còn chưa tự động thì các bạn vô đây này, nó sẽ hiện lên cái dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi ví dụ như cạc mạng của mình nha, mình kiếm này vào mạng nha. Đây cạc mạng của mình là wifi đâu rồi các bạn, thường ở đây này, dual band này các bạn thấy không, AC7276 này, dual band này, AC7276 này. Đấy, nếu như không có ở đây thì nó sẽ hiện lên dấu chấm vàng. Đây các bạn tìm kiếm tải UpRiver cho nó. UpRiver thì các bạn lên, các bạn gõ Wi-Fi AC, driver AC7260 này. Các bạn lên đây gõ Google gõ để tải đây này. Driver. Driver AC7260. Đó. Nó sẽ hiện lên rất là nhiều cho các bạn. Đấy các bạn thấy không? Bằng thần kem này, các bạn tải cái driver này về rồi úp lên thôi. Ở đây mình đã tải rồi, các bạn nhấn vào đây tải thôi. Đó, sau khi mình tải cái driver này về, để mình xem cái chỗ tải đâu nào. Đặt hàng Vân Thủ đấy. Hôm trước mình có tải rồi. Để mình... Nó có nhiều trang tải lắm, cái này driver nó rất là phổ biến. Các bạn có thể vào đây được này. Quay ra. Đấy, nó quay đến download này. Các bạn tải về nhá. Sau đó cài đặt bình thường thì ở đây nó sẽ nhận driver. Và wifi nó mới hiện lên nhá. Còn mình chưa cài driver thì nó sẽ không hiện lên đâu. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Nó cài đặt rồi như vậy. Cái này nói chung là nó cũng rẻ tiền thôi. Mình nghĩ rất là tiện dụng cho các bạn sử dụng máy bàn. Đấy. Giống như thay cho laptop luôn, nó không cần phải kết nối dây, rất tiện lợi, đơn giản này. Rồi, chúc anh em có thể nâng cấp máy bàn thành công. Cảm ơn anh em đã xem video này.